Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái ghế nhựa trong 3D Max. Đây là hình ảnh của cái ghế. Đầu tiên để vẽ cái ghế thì các bạn phải xác định được kích thước của cái ghế này. Tôi vẽ một khối bóc. Và kích thước của nó sẽ khoảng như sau: 330 320 nhân 320, chiều cao khoảng 440. Đây là kích thước cơ sở của nó. Sau đó tôi convert về poly này và chọn cấp độ thứ tư polygon, chọn mặt trên cùng này. Ở đây tôi sẽ sử dụng tính năng scale thu nhỏ tỷ lệ của cái mặt này, bởi vì ghế của mình ở phần trên nó sẽ nhỏ hơn phần dưới. Scale mặt phẳng này vào khoảng 20%, tức là sẽ còn khoảng 80%, vì cái độ rộng của cái mặt ghế này nó khoảng 25 cm, còn dưới này khoảng 32 cm gì đó. Ok, tiếp theo tôi sử dụng cấp độ thứ hai này trong poly. Tôi chuyển về mặt đứng, hoặc các bạn có thể dùng mặt bằng. Tôi chuyển về mặt bằng, tôi quét chọn các cặp cạnh từ trên xuống dưới, sử dụng lệnh connect trong công cụ poly, và tôi connect thành hai đối tượng, hai nét hai bên. Tôi sử dụng công cụ pinch này, kéo giãn cái nét này ra. Các bạn có thể về mặt đứng để quan sát từ mặt đứng, mình sẽ thấy đây là chiều rộng của một chiều của một cái chân ghế. Như trong hình ảnh này, nó sẽ là khoảng cách từ đây cho đến khoảng giữa chân ghế này. Tôi để nó khoảng 70 đi, hoặc là một thông số chẵn thì nó sẽ dễ. Tiếp tục chuyển sang mặt bên. Ở đây cái ghế này là một cái ghế vuông, cho nên là tôi sẽ phải làm theo hai chiều. Vừa rồi là chiều cặp cạnh theo theo mặt đứng, bây giờ là mặt bên, tức là chính là cái hệ cặp cạnh theo chiều này. Tôi sẽ connect với thông số tương tự, bởi vì nó là hình vuông. Tôi về phối cảnh quan sát, bật F4 lên, các bạn quan sát thấy mình đã có 4 cái chân ghế một xung quanh. Tiếp tục trên mặt đứng này, tôi chọn tất cả các cạnh theo phương thẳng đứng này, chọn công cụ connect thành hai cái đường sinh ở đây. Tôi co lại một chút khoảng 60 đi, 60. Ok, bước này tôi làm cái lỗ ở đây để phá vỡ cái hình bóc để trở thành cái hình cái ghế, thì tôi cần phải có các cái segment theo chiều ngang này và cái chân này. Thế tiếp tục tôi chọn khoảng dưới này, connect ra một đường sinh, tôi kéo giãn nó lên. Ví dụ cái khoảng chân ghế từ đây lên nó bằng này chẳng hạn. Cái này các bạn có thể làm bằng mắt thường tương ứng thôi. Tôi để khoảng 45. Ok, sau đó các bạn quay về phối cảnh quan sát tất cả này, để xuất hiện để trở thành được cái hình dạng cái ghế. Các bạn chọn tôi đầu tư này và chọn các mặt xóa đi những cái mặt phẳng ở đây. Đây là những cái mặt phẳng nó đang trở nên không cần thiết cho cái ghế, tôi xóa nó đi. Bên này cũng vậy, xoay quanh và xóa tất cả những mặt phẳng không cần thiết. Đây cũng vậy này. Đấy, các bạn sẽ xóa đi này, quan sát thật kỹ không để sót mặt phẳng nào và cũng không để xóa nhầm một mặt phẳng nào. Các bạn thấy sắp thành cái ghế rồi. Bây giờ quan sát kỹ thì cái ghế của mình nó sẽ bị ở cái bốn góc này nó bị vát một chút. Tôi sẽ làm như sau. Tôi chọn cấp độ thứ hai này và tôi chọn tất cả các cạnh. Nó là cái xương sống, tức là nó là cái góc của cái ghế này. Tôi sẽ chọn chọn như thế này. Các bạn chọn tất cả, hoặc các bạn có thể chọn một 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 đoạn trong bốn, một đoạn trên một cạnh trên cả bốn cái. Chọn cả bốn cái này. Sau đó các bạn sử dụng cái công cụ có tên là lốp này, thì sẽ chọn được tất cả các đường thẳng trùng phương với nó, nối liền với nó. Đúng không? Sau đó các bạn dùng công cụ có tên là chamfer ở đây. Dùng lệnh chamfer, có thể chọn chuột phải này, hoặc là
tìm trong bảng lệnh của pulley ở đây cũng sẽ có lệnh chamfer. Với chamfer các bạn về mặt bằng các bạn quan sát. Trên mặt bằng thì mình sẽ dùng thông số này kéo giãn ra để sao cho cái chân ghế này nó mở ra một chút, kéo rộng ra một chút. Tôi để khoảng 7. Tôi chọn cho lên một chút đi, 9 đi. Ok này. Lúc này các bạn sẽ thấy có chân ghế trở thành dạng như thế này. Bây giờ trên mặt bằng các bạn chọn cấp độ điểm thì tắt là số 1 nhé. Các bạn có thể chọn theo kiểu chọn các cấp độ bằng cách kích chuột vào các cái vị trí ở đây trong phần selection này, hoặc là sử dụng phím tắt của các cấp độ tương ứng với 5 cấp độ từ 1 đến 5 thì sẽ có phím tắt 1, 2, 3, 4, 5 trên bàn phím dài, tức là cái hệ bàn phím bên trên các cái chữ cái trên bàn phím của mình. Tôi chọn cấp độ điểm, tôi chọn các điểm ở đây, chọn 4 điểm, 8 điểm ở 4 góc của cái ghế này, và sử dụng công cụ scale. Các bạn thấy là khi mình scale như này thì cái ghế, cái chân ghế nó sẽ bị phóng to ra ngoài, nhìn trên phối cảnh các bạn sẽ thấy rõ hơn. Nhưng tôi muốn nó trượt trên cạnh này, trượt trên cạnh này, tức là ở cái ghế này ấy, thì góc này nó sẽ bị mở rộng ra một chút. Thì tôi sẽ dùng thông số, tôi kéo xuống phần geometry này, trong phần constraint là tôi chọn F này, tôi chọn lựa chọn này để cho phép khóa cái hướng di chuyển của các điểm đây. Nó sẽ chỉ trượt ở trên cái một cái cạnh nào đó thôi. Tôi bắt đầu tôi sẽ kéo lại, co lại, các bạn thấy là nó sẽ giãn ra, giãn cái cạnh này ra, và khi giãn là nó sẽ chạy trên cái trục đấy, nó chỉ chạy trên cái cạnh này thôi. Nhưng ở đây cái đường chéo này của mình nó chỉ xuất phát từ đây, cho nên là tôi quay lại một chút, ban nãy tôi quên chưa tạo một đường thẳng ở đây. Tôi sẽ chọn tất cả các cạnh theo phương ngang ở đoạn này, connect ra một chiếc một đường sinh, kéo lên một chút này. Ok, sau đó quay lại cấp độ điểm này, với các điểm ban nãy tôi chọn, các bạn giữ phím Ctrl để chọn thêm các điểm này. Ctrl chức năng để chọn cộng, còn giữ phím Ma để chọn trừ, tức là bỏ chọn một số đối tượng. Ok, ví dụ nó sẽ vát đi một khoảng bằng này. Các bạn có thể về phối cảnh để quan sát cái khoảng vát của nó. Tôi thấy khá là ok, tôi thoát cấp độ này đi. Tiếp theo tôi vào Modify List, tôi sử dụng công cụ nó có tên là Turbo Smooth. Tôi thử dùng Turbo Smooth. Turbo Smooth chức năng của nó sẽ làm mềm tất cả cái đối tượng của mình, làm mềm dựa theo cái phương pháp là nó sẽ sử dụng cái hệ segment của mình. Tôi làm một ví dụ ở đây, ví dụ như tôi có một cái hình bóc ở đây, thì nhân tiện đây tôi sẽ nói kỹ về cái công cụ Turbo Smooth. Ví dụ như tôi có một hình như hình ở này, như hình này đây, thì tôi có cái hệ lưới, tức là cái hệ đường sinh. Khi mà tôi vẽ hơn một khối bóc, tôi chọn Turbo Smooth này. Thì với Turbo Smooth, chức năng của nó tôi vừa nói rồi, làm mềm các cạnh để tạo cho cái hình dạng của cái khối của mình nó trở nên mềm mại hơn, trở nên trơn nhẵn ở các cái cạnh, không còn bị góc cạnh nữa. Thì cách làm việc của nó thì các bạn quan sát vào cái hình này sẽ thấy cách để bo tròn góc này ở đây là nó sẽ sử dụng 1/2 cái khoảng cách từ điểm góc cho đến cái đường sinh đầu tiên, ví dụ từ đây đến đây và từ đây đến đây. Bạn thấy nó tạo thành một hình dạng hình vuông, tương đương với một hình vuông. Thì khi Turbo Smooth thì nó sẽ bo cái góc tròn, tức là bo cái cạnh này từ khoảng giữa này đến khoảng giữa này. Cách làm việc của nó như vậy. Chính vì cách làm việc của nó như vậy cho nên khi các bạn dựng hình, các bạn muốn cái góc này nó lớn, tức là muốn cái góc bo của nó lớn, nó làm mềm nhiều, thì các bạn để khoảng cách giữa các đường segment này thật xa. Còn khi các bạn muốn nó chỉ bo góc một chút thôi, thì các bạn để cái số lượng đường segment này nó tăng lên và khoảng cách nó gần hơn.
Ví dụ tôi sẽ tăng số lượng số mốt lên, số lượng các cái đường sinh segment lên. Tôi chọn tua số mốt, các bạn sẽ thấy là cái góc của nó sẽ bé đi này. Và bây giờ tôi quay về khối bóc tôi giảm đi. Bạn sẽ thấy là nó sẽ giãn ra như này. Đấy. Ví dụ như vậy. Vì lúc này cái góc của tôi đã trở nên quá là rộng. Khoảng cách từ góc đến các đường segment quá là to. Quay trở lại với cái hình cái ghế của mình. Thì các cái góc này của tôi nó uốn rất là ít, nó không quá nhiều như thế này. Để hạn chế cái việc uốn đấy, tôi vẫn sử dụng công cụ bully. Tôi sẽ dùng cấp độ thứ hai này, chọn các cạnh theo phương ngang. Các bạn nhớ là quét chọn từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái cũng được để mình chọn tất cả các cạnh. Vì có thể nó sẽ có những cái cạnh ở mặt phía sau. Tôi chọn thành hai segment này và tôi để các thông số này bằng không đã. Trước khi điều chỉnh, các bạn nên để hai thông số này bằng không và các bạn bắt đầu kéo giãn. Ví dụ tôi muốn cái khoảng bo của nó sẽ là một góc bằng này chẳng hạn, thì tôi để segment từ đây là vừa. Tôi để thông số chặn tôi khoảng 80 chẳng hạn. Chọn OK này. Đấy là trên cái phương phương ngang. Bây giờ phương thẳng đứng này, tôi chọn cạnh này. Tôi cũng connect nó ra. Và như ban nãy tôi đã nói về tua số 1 thì nó sẽ làm việc từ trung điểm của cái segment này đến đây. Nếu các bạn muốn cái góc bo của mình tròn thì bắt buộc cái khoảng cách từ góc này đến điểm phải bằng nhau. Cho nên tôi sẽ kéo điểm này ra một chút và cách là co cái thông số này. Nhìn cho hai cái thông số, tức là cái cạnh này và cạnh này tương ứng bằng nhau, từ góc này cho đến cái đường sinh này và từ góc này đến đường sinh này bằng nhau, tương ứng bằng nhau. OK này. Tôi chuyển sang mặt bên. Vừa rồi tôi chỉ mà làm mặt đứng. Bên mặt bằng các bạn sẽ thấy này. Tôi đang tạo trên mặt mặt này, còn mặt này tôi chưa có, tôi quét tất cả, tôi sẽ connect thêm. Thông số tương tự bởi vì nó là hình vuông. Bây giờ trên mặt đứng này vẫn còn một cạnh nữa ở dưới này. Tôi sẽ tiếp tục, tôi chọn, tôi connect ra một cái. OK này. Và tôi thử kích chọn lên tua số 1 này. Các bạn sẽ thấy là cái hình cái ghế của mình đã có sự khác biệt. Nó đã không còn bo tròn giống như ban nãy nữa. Bây giờ còn một vấn đề nữa, đó là cái góc này. Thì góc này của tôi đã vát rồi nhưng khi tua số 1 nó không thể hiện rõ ở đây. Tại sao? Bởi vì khoảng cách giữa các segment của tôi quá xa. Vì vậy tôi sẽ sử dụng công cụ trong 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 poly là công cụ này. Công cụ này chức năng của nó là nhân đôi các đường segment lên trên toàn bộ đối tượng. Tôi sẽ kích vào đây chỉ một lần thôi. Tôi sẽ kích vào đây để nó nhân toàn bộ segment lên. Khi nhân segment lên, tôi sử dụng lại tool smooth này. Bạn sẽ thấy là cái hình dạng của cái ghế nó đã có sự khác biệt rồi, gần được đúng không? Và bây giờ tôi muốn tạo thêm một đường segment nữa ở đây. Tôi sẽ chọn cấp độ thứ hai này, chọn một cạnh này, cạnh này tôi chọn ring, tôi chọn toàn bộ các cạnh vòng quanh nó và tôi chọn connect. OK này, tua số 1 các bạn thấy là nó đã khác biệt rồi, nó đã khá giống một cái ghế rồi. Tiếp tục. Sau khi tua số 1 này, tôi lại convert về poly một lần nữa. Tôi sử dụng cấp độ thứ nhất, vertex. Tôi muốn cái ghế của mình có một cái lỗ, tôi chọn các điểm theo phương chéo ở đây. Và tôi chọn công cụ connect để kết nối các điểm với nhau thành một đường chéo này. Và tôi bắt đầu chọn điểm ở giữa, tôi chọn chamfer. Mục đích của tôi là tạo một cái đường hình đa giác ở đây để làm một cái lỗ cho cái ghế. Và tôi chọn cấp độ thứ tư, tôi xóa cái mặt này đi. Các bạn sẽ thấy là tôi đã có một cái lỗ ở đây. Sau đó chọn cấp độ thứ ba, chọn cái cạnh này và giữ shift copy xuống dưới. Khi giữ shift, các bạn có thể dùng thay chốt để kéo cái đường này lên hoặc xuống.
theo trục. Cuối cùng, cái ghế của tôi sẽ có một cái mavia, tức là một cái độ dày để tăng cường độ cứng cho cái ghế. Thì tôi chọn cấp độ thứ ba này và chọn tất cả cái mép do các mặt phẳng bị đó là các cái lỗ ghế ở đây tạo ra. Tôi chọn công cụ có tên là etude, hoặc các bạn chuột phải cũng sẽ có. Đây, tôi sẽ để thông số của nó bằng không này, cái này bằng không, và cái này nó sẽ giảm đi khoảng 2 này. Xong đó các bạn, ok này. Cuối cùng là gì? Dùng một công cụ có tên là cell. Hoặc từ đây các bạn thấy là nó đang 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 chưa được tròn lắm. Các bạn tiếp tục dùng một cái có tên là Turbo Smooth này, để cho nó tròn, nó mịn hơn. Được chưa? Sau đó cuối cùng thì sẽ dùng công cụ có tên là cell để tạo độ dày. Dùng cell để tạo độ dày cho cái ghế của mình. Các bạn tăng độ dày với hai thông số inner amount và outer amount. Ở đây. Và đây là cái ghế. Vâng. Chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn.